Tới đâu rồi con gái, tới đâu rồi? Rồi chờ hai đứa con cái gì nó vẽ khát nước quá, đi mua rau má. Rau má, nước mía, Hiếu uống nước mía, mày uống rau má chưa? Cái nào cũng được mày. Nó gãy vô cọ lại. Cái cọ nó gãy chứ không biết đâu. Đâu tới đâu rồi con gái? Cho mẹ coi coi. Trời ơi, sao mà thành con chó gì vậy ta? Thầy tô lâu không phải là 1-2 phút là xong con đâu. Thì cái tô đi, đói bụng về ăn là vừa. Tiêu cơm mà ăn tiếp. Rồi tiếp, tô tiếp. Màu nhà màu nướng luôn rồi. Cần Hiếu màu gì luôn rồi? Trời ơi, Hiếu được nửa con rồi nè, màu hường rồi nè. Cái màu nó quen hết màu hường luôn mà. Con heo da màu hường chứ da màu gì? Nền tảng là màu hường rồi. Heo mọi nên màu đen. Mẹ heo nhẹ. Tô một lớp lạc trước xong rồi cái tô thêm một lớp đậm cho nhìn nó như lông thật. Ủa sao màu đỏ vậy? Bà, bà làm hai cái tay con đó hả ba? Hai cái tóc nó hả? Nghi con chó đó là không có cơm có tương lai rồi đó. nghi em chó đó là không có tương lai rồi đó. Hồi nãy biết đưa cho bà lấy cái tượng ở trên cái tượng bá chân nó được rồi, bắt công chị đâu phải trải nghiệm nó mới vui. Hiếu là màu của Trâm yêu thích nên là màu hương. Hiểu không? Cho màu đỏ là nó lơ dài nhiều. Cái cài. Cho ông heo này sao ông cười dữ. Trời. Ông heo này ông cười tươi tét tét luôn, ông đang trúng số sao. Vẽ đây màu xanh lên nó. Rồi hai cha con cho cái cài màu đỏ luôn rồi. Kệ nó Tết mà. Mồng 2 Tết mà. Nó còn Tết nên nó đỏ. Là giết thời gian. Giết thời gian mà nó không được đẹp chứ phải giết thời gian mà nó đẹp đâu. Cái màu này đúng cái màu con chó đó rồi đó Trâm. Con chó mà mẹ dắt con đi nhổ răng á. Y chang rồi đó. Cái màu ở trên này y chang con chó, cái màu con chó đó. Cái mỡ sao không pha thêm màu đi. Từ từ. Cái lưỡi màu đỏ không? Màu hồng không? Màu da chứ. Hồng mà cái kiểu hồng gì ta? Lẹ lưỡi ra thử màu. Lưỡi cái lưỡi đâu rồi? Lấy cái lưỡi mình ra. Lưỡi màu hồng đâu không? Lấy cái lưỡi mình ra coi thử cái màu gì mình quất màu đó. Trời ơi, con chó nó khóc luôn, nó kêu chị Trâm ơi, sao mà chị Trâm làm em thảm dữ vậy? Khóc luôn, ghê chưa? Trời ơi, cái mỏ gì mà tươi dữ trời. Hai anh em nhà bà Tám nãy giờ mới anh chưa được nửa con chó mà con chó nó không có. Trời ơi, Hiếu nó có cặp lông mày gì đẹp kìa. Hiếu gì vừa đến cho mẹ quay mấy Hiếu. Úi rồi ôi. Ta là hai con mắt.
hai con mắt chơi cái thấy con chó này chơi xù cái này quải quá chơi trơn trơn á. Nãy giờ tôi hiểu được nửa người rồi kìa cả nhà ơi, hiểu được nửa người rồi kìa. Chị chăm cho con chó nó hóc luôn. Trời ơi nó hóc mà nó ra nước mắt màu trắng đây, nước mắt màu gì màu đen luôn. Hiền đô. Trời mộng ruốc.